Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình cùng đến với món thịt nai nướng sa tế. Nguyên liệu gồm có 800g thịt nai, 1 muỗng tỏi phi thơm, 2 muỗng xà băm, 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng hành băm, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê muối súp, 1 thìa cà phê đường, 3 thìa sa tế, 2 thìa dầu hào. Đây là 1 kg thịt nai đã được mình rửa sạch bằng nước muối. Bây giờ mình sẽ đưa đi khử mùi tanh hôi của thịt nai nha các bạn nhé. Các bạn bỏ vào trong cái tô. Sau đó các bạn bỏ gừng đã băm này, một ít muối trắng này, và các bạn cho một ít giấm. Sau đó các bạn trộn và rửa đều cái miếng thịt heo để khử mùi nhé. Bây giờ chúng ta bóp đều để khử mùi hôi của miếng thịt nai nhé. Các bạn thích ăn xa thì mua miếng thịt nai có tí xa một ít này. Và trong nhà ấy, ai không thích ăn xa ấy, thì các bạn có thể rửa ra những miếng mà không bán ra. Ướp được khoảng 5 phút thì chúng mình đem đi rửa sạch cái miếng thịt và để ráo nhé. Bây giờ chúng ta đưa miếng thịt đi thái các bạn nhé. Các bạn nhớ thái miếng thịt làm sao mà nó không mỏng lắm mà cũng không dày lắm, bởi vì nếu mỏng lắm thì khi ăn miếng thịt nó không được ngọt các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cho gia vị vào ướp. Các bạn nhớ là trộn đều tất cả các gia vị, ngấm vào từng miếng thịt cho đều nhé. Bóp đều xong, chúng ta đầy mang bọc thực phẩm lại và bỏ vào trong tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng. Và nó có thời gian dài hơn thì bỏ 2 tiếng là ngon các bạn nhé. Trong lúc chờ đợi thịt cấm, chúng ta đi quạt than các bạn nhé. Sau khi thịt ướp được 1 tiếng thì chúng ta đem ra và xiên que để đi nướng nhé. Thank you.
Bây giờ mình xiên thịt thì mình xiên những miếng thịt nào mà có nạc không, mình xiên thành một xiên riêng. Còn miếng thịt nào mà cả nạc cả da thì mình xiên một xiên riêng các bạn nhé. Xiên xong rồi chúng ta đem đi nướng thôi mọi người ơi. Như thế này là được rồi mọi người ơi, chúng ta chỉ cần gắp ra và thưởng thức thôi. Mùi thơm quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Mai mong các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Mai để Mai ngày càng làm nhiều món ăn ngon hơn nữa chia sẻ đến tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Goodbye.